Sự kiện có 102 trong lịch sử nước ta, một vị vua quyết từ bỏ ngai vàng quyền lực để đi tu. Đó là đức vua Trần Nhân Tông, điều mà không dễ gì các vị quân vương khác làm được. Ở Trần Nhân Tông, hội tụ đủ phẩm chất cao đẹp của một vị vua anh minh, một hoàng đế giỏi thơ ca. Ông cũng là một nhà thơ kiệt xuất, một vị tướng tài trong chống giặc ngoại xâm qua chiến trận Bạch Đằng. Một nhà tu hành đắc đạo, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Đạo Phật Việt Nam. Ông đi tu là để giữ nước và để lại đạo đức cho đời. Cái oai hùng của vị vua hòa trong quy luật chân thiện mỹ của cuộc đời thật hiếm có. Năm 1308, ông mất, và năm 2008, vừa tròn 700 năm ngày nhà vua ra đi mãi mãi, mà tương truyền trong sử sách có ghi: Đức vua Trần Nhân Tông hóa Phật. Vậy, phút cuối đời, ông tu và hóa Phật ở đâu trong dãy núi Thiêng Yên Tử? Đó là điều chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn thông qua bộ phim này. Trần Nhân Tông sinh ngày 11 tháng 11 năm Nguyên Phong thứ 8, 1258. Ông lên ngôi vua ngày 22 tháng 10 năm Mậu Dần thứ 6, 1278, lúc vừa tròn 20 tuổi. Sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông, tới năm 1293, ở tuổi 35, ông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông. Sự kiện Trần Nhân Tông rời bỏ cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, nơi ngự của các thượng hoàng nhà Trần, vào ở hẳn tại Am Họa Vân năm 1299 và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Tam Tổ, Thạch Hóa Trúc Lâm Lưu Điển Tích, có một ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa truyền thống văn hóa đặc biệt. Đó là sự việc độc đáo có 102 trong lịch sử Việt Nam. Vầng sáng rực rỡ của lịch sử thời Trần sẽ còn chiếu rọi lâu dài cho mai sau. Trần Nhân Tông nghĩ tới việc nhất nhị đồng nhân thiên tử đức, toàn dân đoàn kết toàn thể cộng đồng, từ bỏ ngai vàng để đi tu không phải cho riêng mình, mà có ý nghĩa từ kinh thành đến châu phủ cho tới thôn cùng ngõ hẻm, không mệnh lệnh mà người ta vẫn theo, không thề thốt mà người ta vẫn tin. Ông xây dựng nên quốc đạo của Việt Nam. Ngày 3 tháng 11 năm 1308, ông mất lúc vừa tròn 50 tuổi và được triều đình dâng tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Liều Ngự Tổ Phật. Ông là vị tổ thứ nhất sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, nơi ông viên tịch là Am Họa Vân thuộc dãy Yên Tử, mà dãy Yên Tử kéo dài suốt Đông Triều tới Uông Bí. Vậy, Am Họa Vân ở nơi đâu? Đi tìm câu trả lời này, tình cờ tháng 3 năm 2008, trên báo điện tử Việt Nam Net có cuộc tranh luận giữa tác giả Trần Ngọc Linh và Nguyễn Vân Anh, Viện Khảo Cổ Học, với những chứng cứ đầy đủ của các nhà khảo cổ, khiến chúng tôi tìm liên lạc với Nguyễn Vân Anh và quyết định làm bộ phim này.
chúng tôi có mặt ở An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh vào buổi chiều hôm trước. 4 giờ sáng, trong bóng đêm, chúng tôi lên đường tìm đến Am Ngọa Vân. Đoàn làm phim chúng tôi gồm có 7 người, gồm 5 phóng viên với 2 máy quay, 1 người dẫn đường và 1 người mang vác hành lý. Rất tiếc, Nguyễn Vân Anh, viện khảo cổ, người hướng dẫn, không tham gia được trong chuyến đi này. Men theo sườn núi, hướng về đỉnh núi mờ xa phía trước mà đi. Người dẫn đường cho chúng tôi biết, phải leo dốc liên tục mất 4 tiếng mới lên tới đỉnh núi phía trước. Chúng tôi đi men theo đèo Voi Phục trong cái oi bức ngột ngạt và chuẩn bị sắp mưa của thời tiết ở những ngày đầu hạ. Chưa đi được 1/3 đường, trời đã đổ mưa. Chúng tôi vẫn đi xuyên qua đèo cao, vượt qua dốc núi, rừng cây. Trời lúc nắng, lúc mưa, đã 4 lần quần áo ướt rồi lại khô. Trời lại nắng, những giọt nước còn vương trên cành trúc tạo nên một phong cảnh thật là đẹp và huyền bí. Chúng tôi tới được đỉnh thứ nhất, được gọi là đỉnh đá trồng. Phía sau đỉnh đá trồng có một trang trại của nông dân dưới thung lũng. Xa hơn là đỉnh núi cao mờ sương, ít dấu chân người, mà theo sử sách đã viết, nơi đây dày đặc các dấu vết am, tháp, chùa chiền thời Trần và thời Lê. Từ đỉnh đá trồng, bạn có thể nhìn thấy cả một vùng núi rừng trùng điệp trải dài tới tận chân trời. Từ đây, phóng tầm mắt, có thể nhìn rõ bên phải dãy Vẩy Rồng, Tả Thanh Long cuồn cuộn chắn ở phía tây bắc. Bên trái là dãy Voi Phục, cả một con voi khổng lồ nằm phủ phục đầu hướng về phía chúng tôi. Vượt qua núi Voi Phục, xa xa là dãy Yên Tử kéo dài như một con hồ lớn. Dòng sông Cầm uốn lượn xa xa, hồ Bến Châu, hồ Tây Sơn nằm ngay trước mặt. Đúng là Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, người xưa đã chọn nơi tụ linh khí của đất trời để tu hành và xây dựng lăng mộ. Điều này cũng lý giải vì sao khu vực này cách đây hàng ngàn năm mộ Hán có mật độ rất cao ở vùng Đông Triều và Mạo Khê. Nơi đây địa thế đẹp về tự nhiên, phong thủy có Minh Đường tụ thủy, hậu trầm có núi cao, là vùng đất lý tưởng để làm các việc tâm linh. Do thời tiết không thuận lợi, gió thổi mạnh, chuẩn bị mưa rất to. Mặt khác, dọc đường đi không bóng người, không hàng quán. Do không hiểu rõ địa hình, chúng tôi không chuẩn bị đủ lương thực, 2 thùng nước cũng đã uống hết. Tạm trú vào trang trại của người dân, ăn vội những đồ mang theo. Rồi chúng tôi đành xuống núi, hẹn ngày sau quay trở lại. Cuộc hành trình lần thứ 2 tiếp tục có sự hướng dẫn của Vân Anh, viện khảo cổ học. Theo hướng dẫn của anh, lên chùa Hồ Thiên trước rồi mới đi Ngọa Vân. Lần này, chúng tôi được lên thuyền để vượt qua hồ Trại Lấp, con đường ngắn nhất để đi lên Hồ Thiên. Men theo những sườn đồi thoai thoải dốc, vượt qua những đồi sim đang khoe sắc, chúng tôi đi phía trên của con suối lớn dưới chân đồi.
Sau đỉnh đồi là một khu đất bằng phẳng, cách đây không lâu chắc có người ở, hiện giờ không thấy một ai. Ngay tại nơi đây, dấu vết một ngôi chùa chỉ còn gạch ngói của thời Lê thế kỷ thứ 17. Theo lối mòn người dân vẫn đi làm rừng, chúng tôi đi tiếp vào sâu trong rừng, đều hòa mình vào cỏ cây hoa lá muôn sắc màu của thiên nhiên. Có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi trong nghề phóng viên được đi khám phá thiên nhiên ở nơi còn vắng bóng con người. Nhờ đó, chúng tôi được tận hưởng cái đẹp trong hoang sơ của núi rừng cây cối. Nhưng khát vọng lớn nhất của chúng tôi lội ngược dòng thời gian, tìm về quá khứ để hiểu được cội nguồn cái đẹp. Trong chân thiện mỹ, theo quan điểm của người xuất gia tu hành theo đạo Phật. Sau 5 tiếng vừa đi vừa nghỉ, chúng tôi tới di tích chùa Hồ Thiên thuộc thôn Phúc Minh, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, nằm trong quần thể di tích ở sườn phía nam dãy Yên Tử, có độ cao từ 500 đến 800 mét so với mực nước biển. Ấn tượng đầu tiên là một mảnh đất bằng phẳng rộng chừng 500 mét vuông nằm giữa lưng chừng núi. Trước đây là ngôi chùa lớn có tên Chùa Phong Tự, nay chỉ còn là bãi đất bằng. Dấu vết kiến trúc của ngôi chùa hình chữ công với tiền đường, thiêu hương, thượng điện được thấy rõ bởi cách đây 6 tháng, các nhà khảo cổ đã khảo sát làm phát lộ toàn bộ nền móng của hai giai đoạn kiến trúc nơi đây. Những máng nước còn nguyên vẹn, chiếc bệ thờ bằng đá nguyên khối lợi dụng thiên nhiên là điều ít gặp ở các di tích. Đáng chú ý là những tảng kê chân cột vuông gần 1,5 mét vuông, bên trong tròn đường kính 70 cm, xung quanh trang trí 12 cánh sen chính và 12 cánh sen phụ rất đẹp. Chất liệu đá là ở nơi khác vận chuyển về. Các khối đá dài hình chữ nhật được cắt gọt phào chỉ nhẵn nhụi để kê xà, nối các chân tảng với nhau. Điều này làm hiện rõ quy mô ngôi chùa. Với chân cột 70 cm và trên mặt bằng 500 m², quy mô ngôi chùa xưa chắc chắn được xây dựng rất lớn và tốn nhiều công sức. Theo các cái nguồn sử liệu ấy, thì chùa Hồ Thiên được chẳng hạn như trong Tam Tổ Thường Lục hay trong các cái văn bia của chùa Quỳnh Lâm, chùa Bắc Mã thì có ghi chép rằng là năm Khai Thái, năm thứ tư tức là năm 1327 thì Pháp Loa tổ thứ hai của Thiền Phái Trúc Lâm đã cho mở cái am Hồ Thiên này. Và Hồ Thiên có tên chữ là Chủ Phong Tự. Phía sau chùa là vườn tháp, có 6 ngôi tháp, chỉ còn một tháp xây bằng gạch là còn khá nguyên vẹn. 5 ngôi tháp còn lại đã sập đổ. Đáng tiếc là tháp đá lớn theo bia ký là tháp Mahasamon của Thiền sư Thích Quảng Hưng. Tháp có chân đế vuông hai cạnh đều dài 2,39 m. Cùng với chùa Hồ Thiên, tháp được xây năm Vĩnh Thịnh thứ 13, 1707, thuộc xã Phú Ninh, Tổng Thủy Sơn, huyện Đông Triều, Phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trải qua những thăng trầm biến cố của lịch sử, tháp đổ do trộm đào bới chân đế để tìm của cải giai đoạn gần đây, rất đáng tiếc. Năm 2000, tháp còn nguyên vẹn, rất đẹp. Trải qua 700 năm, mọi thần dân đều tự giác gìn giữ lăng mộ chùa tháp nơi đây. Nhưng chỉ ít năm gần đây thôi, vì cái sam sân si, người ta dám cả gan đào bới cả những nơi linh thiêng nhất của đất Phật. Nhiều dấu vết khảo cổ còn sót lại cho thấy
đặc điểm trang trí hoa văn của các bệ tháp, màng tường, góc tháp theo mô típ hoa văn sóng nước thời Trần và hiện vật thời Lê. Tất cả cho thấy chùa tháp được trùng tu cùng giai đoạn với chùa Quỳnh Lâm. Qua những cái dấu vết, những cái mảnh tháp của thời Trần mà chúng ta tìm được ở đây ấy, thì nó cho thấy là đây là những cái manh mối rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể nghiên cứu và tìm hiểu về cái lịch sử của cái di tích Hồ Thiên dưới thời Trần. Nhưng rõ ràng nó cho thấy là đây là những cái bằng chứng quan trọng để khẳng định sự tồn tại của cái di tích Hồ Thiên dưới thời Trần. Đồng thời nó cũng khẳng định cái vai trò và vị trí của Hồ Thiên trong cái hệ thống những cái di tích chùa tháp dưới trong cái khu vực Yên Tử thuộc cái thiền phái Trúc Lâm. Nó bao gồm cái hệ thống những cái di tích ở Yên Tử hiện nay thuộc cái khu vực Uông Bí, di tích Hồ Thiên, di tích Ngoạm Vân và các cái khu vực lăng mộ vua Trần, khu vực Quỳnh Lâm, tạo thành một cái hệ thống, một cái vùng văn hóa nhà Trần ở khu vực Đông Triều và khu vực Uông Bí ngày nay. Đáng chú ý, trong vườn quanh chùa còn rất nhiều cây cổ thụ như cây đại, cây khế, cây bưởi rất lớn. Đặc biệt, có cây vải đường kính gốc hơn 1,5 mét, hiện rất xanh tốt, đang ra quả. Đây là điều rất thú vị, bởi gốc cây lớn 5-6 người ôm thuộc họ cây vải rất hiếm. Có lẽ đây là cây vải lớn nhất ở nước ta. Tuổi của cây vải cụ này bao nhiêu, chưa ai có thể trả lời đúng được. Cách khu chùa chính 150 mét là khu nhà bia. Nhà và bia được làm hoàn toàn bằng đá nguyên khối. Từ mái, tường, cửa là những khối đá lớn. Chất liệu là đá xanh. Nhà bia hiện chỉ còn một bức đứng, còn lại đã bị đổ do thời gian. Giữa nhà là tấm bia lớn cao hơn 2,7 mét. Bốn mặt hông trang trí chạm nổi đôi lân vờn cầu lửa. Rìa cạnh trên trang trí hoa văn cánh sen cách điệu. Văn bia ghi chép việc xây dựng Hồ Thiên thời Trần và được trùng tu dưới thời Lê vào năm Vĩnh Hựu thứ hai. Hai bên hông có hai câu đối bằng chữ Hán: Phật giáo sáng tỏ phép tòa sen thêm vẻ, nghiệp lớn vững chắc Thái Sơn bàn thạch thật vững vàng. Hai pho tượng đá bị mất đầu được để tạm dưới chân bia. Pho thứ nhất được chế tác theo tư thế ngồi thiền, khoác áo cà sa dài, ngang ngực có đính một khuy hình cái nơ. Pho thứ hai cũng trong tư thế tọa thiền, hai tay đan vào nhau, toàn bộ thân tượng ngồi trên đài sen. Các họa tiết trang trí mang đậm nét của thiền phái Trúc Lâm. Theo suy đoán, pho tượng này chính là tượng Phật Tổ Trần Nhân Tông. Đứng giữa hoang phế tàng tích của một thời hoàng kim Phật giáo từ thế kỷ thứ 13 tới nay, những gì còn lại hôm nay đã trải qua 7 thế kỷ, quy mô xây dựng và sự nguy nga tráng lệ của một thời mà công nghệ kỹ thuật chủ yếu bằng sức người. Để có những khối đá lớn chế tác ra những tảng chân cột, có thể thấy sự hợp sức đồng lòng giữa triều đình và nhân dân. Hồ Thiên có nghĩa là hồ trời. Đứng nơi đây những ngày nhiều mây, cả thung lũng phía trước như một chiếc hồ thiên tạo lớn ngập tràn mây bay. Với giá trị lịch sử của di tích trong quần thể Phật giáo thiền phái Trúc Lâm và giá trị về phong cảnh, chùa Hồ Thiên cần sớm được trùng tu để phát huy giá trị văn hóa và gìn giữ cho mai sau. Rời Hồ Thiên, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo đi lên Thông Đàn và Am Ngọa Vân. Theo giới thiệu của người dẫn đường, chúng tôi được biết một hành trình vất vả tiếp theo.
Câu hỏi đặt ra trước chuyến đi: tại sao Am Ngọa Vân lại nằm ở địa phận An Sinh Đông Triều mà không ở trong di tích Yên Tử tại Uông Bí? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi dựa trên hai cơ sở. Đó là dựa vào di tích và văn bia tại Ngọa Vân mà trong cuộc hành trình chúng ta sẽ rõ. Đồng thời, dựa trên Tam Tổ Thập Lục, có thể thấy ngày 18, vua đi bộ lên chùa Tú Lâm ở Am Sinh Kỳ Đặc, thấy mình đau đầu, vua bảo hai nhà sư Hoàng Trung và Tử Danh rằng: ta muốn lên núi Ngọa Vân nhưng chân không bước nổi. Hai nhà sư giúp nhà vua lên núi Ngọa Vân. Vua giục hai người xuống núi. Ngày 19, vua sai người hầu là Pháp Không lên núi Tử Tiêu gọi Bảo Sát tới. Ngày 21, Bảo Sát đến Ngọa Vân. Ngày đầu tháng 11, sao sáng đầy trời. Vua hỏi Bảo Sát giờ này mấy giờ. Bảo Sát thưa: bây giờ là giờ Tí. Vua nói: đây là giờ của ta đó. Nói xong, vua nằm như sư tử và tịch ở am trên núi. Tương truyền, vua đã hóa thành Phật. Đó là ngày mùng 3 tháng 11 năm 1308. Nếu Am Ngọa Vân ở Yên Tử Uông Bí, Bảo Sát không mất đến 2 ngày đường như thế. Mặc dù một ngày do lũ bão, Bảo Sát không đi được. Chặng đường từ Yên Tử Uông Bí đến Ngọa Vân Đông Triều ngày nay đi bộ cũng mất một ngày đường. Mặt khác, xã An Sinh chưa bao giờ thuộc Uông Bí cả. Hành trình từ 6 giờ sáng, chúng tôi lần theo con suối ngoằn ngoèo. Mấy ngày qua mưa liên tục, nước suối dâng cao hơn nhưng vẫn trong xanh tận đáy. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng phía trước rừng còn nhiều và không có sự can thiệp của con người. Qua 6 khúc suối, vượt qua những thác nước nhỏ, 7 người chúng tôi lầm lũi lần theo dòng suối tiến bước. Kíp phóng viên 5 người lần này chỉ còn 2 và 5 người đồng hành. Sự gian nan vất vả dễ nản lòng người nếu không thật sự có niềm đam mê. Lần theo dấu chân người xưa, chúng tôi thẳng tiến tới phủ Am Tràng. Càng hành trình trên con đường theo dấu chân các vị tiền nhân, càng thấy cái vĩ đại của người xưa. Một am nhỏ rêu phong cổ kính giữa rừng. Cả đoàn làm những thủ tục tâm linh cần thiết. Chúng tôi cầu mong cho chuyến đi an toàn đến được Am Ngọa Vân mà tương truyền Phật Tổ Trần Nhân Tông hóa Phật. Tiếp tục hành trình, lại vượt qua các con suối, rừng ngày càng dày hơn. Con đường người xưa đi có tên là Tàn Lọng, nghĩa là rừng già che bóng mát, lọng vua không cần che nữa. Bản thân nếu không khép lọng lại cũng vướng víu không đi được. Những cây cổ thụ dễ ôm kín cả hòn đá ven suối sát lối đi là chỗ dựa cho người qua lại bấu víu. Những tảng đá đỏ màu son muôn hình muôn vẻ như đỡ từng bước chân chúng tôi. Không biết trong đoàn có ai may mắn bước chân trùng lên dấu chân nhà vua xưa đã qua đây. Tiếp tục lại lội qua 5 con suối. Thực ra chúng tôi đã đi qua hơn 11 khúc suối, nhưng chỉ là một con suối ngoằn ngoèo cắt ngang con đường chúng tôi đi. Vượt qua những thác nước thật đẹp, chúng tôi tranh thủ thư giãn, hòa mình trong thiên nhiên hoang sơ, thưởng thức cái đẹp của rừng nguyên sinh với những thác nước rừng già không dấu chân người. Tranh thủ giải lao là lúc trao đổi công việc, rồi lại tiếp tục hành trình.
Đoạn đường này không vất vả bằng hai lần đi trước, nhưng chúng tôi hiểu rằng đi mãi ở suối Bằng sẽ phải leo dốc ngược dựng đứng. Chuẩn bị cho lúc leo dốc, chúng tôi ăn nhẹ để lên đường. Ngã ba suối chúng tôi nghỉ cũng là chỗ bắt đầu leo dốc. Nơi đây còn có tên là Đô Kiệu, Đỗ Kiệu do dân gian gọi trạch đi. Bởi nơi đây khi xưa nhà vua đi qua không thể đi kiệu được, phải xuống đi bộ. Ngay đầu dốc là di tích chùa cũ, dấu vết còn nhiều, chủ yếu gạch ngói thời Lê. Vượt qua một dốc dài, chúng tôi bắt đầu thấy trúc. Theo kinh nghiệm dân gian, gặp trúc là sắp tới chùa. Mặc dù rất mệt, vừa đi vừa nghỉ, chúng tôi không ai bảo ai, cố gắng tiến về phía trước. Sau 2 giờ đồng hồ leo dốc, chúng tôi đến được Thông Đàn. Trước mặt chúng tôi là một bãi đất bằng phẳng, mấy cây thông đường kính trên 1 mét đứng tít tận phía trên. Một bãi đất bằng dấu vết am tháp đổ chìm lẫn trong cỏ. Mặt đất bằng bị đào bới khắp nơi. Kẻ đi tìm của cải đã đào đổ những tháp lớn ở đây. Dấu vết tháp đá bị đổ vỡ nằm rải rác. Phần chính có chữ Phụng Phật Tháp, tháp thờ Phật, được thu hồi để tại đền Sinh. Dấu vết gạch ngói thời Trần vẫn còn. Ngoài gạch ngói thời Lê, còn có gạch thời Hán. Đây là quần thể tháp thuộc núi Ngọa Vân. Chúng ta đang đứng ở cái di tích Thông Đàn và trải qua con đường dài từ khu vực Hồ Chạy Lóc qua suối ở khu Phủ Am Trà tới khu Tàn Lọng, tới Phủ Am Trà, tới khu Đô Kiệu, và leo vượt qua cái dốc Đô Kiệu thì chúng ta sẽ đến cái Thông Đàn này. Ở khu vực Thông Đàn này thì nó là cái phần nằm trên 3 cái triền núi kéo dài ở phía tây nam của khu vực Ngọa Vân. Ở đây ấy thì sở dĩ có cái tên là Thông Đàn vì là có rất nhiều những cây thông rất lớn, và chúng ta thấy những cái đường kính của nó trung bình từ 80 đến hơn 120 cm. Tại các cái khu vực Thông Đàn này thì chúng tôi đã tìm thấy các cái dấu vết kiến trúc của thời Trần và những cái dấu vết kiến trúc của thời Lê. Các cái dấu vết kiến trúc của thời Trần ấy thì mới dừng lại ở việc mà phát hiện ra những các cái loại hình vật liệu kiến trúc, chẳng hạn như là ngói gánh sen, rồi là những cái loại gạch của thời Trần. Ở thời Lê ấy thì tìm thấy những cái kết cấu tháp mà chúng ta thấy là có rất nhiều những cái mảnh tháp ở đây. Tiếp tục hành trình vượt qua rừng trúc, qua một chặng đường dễ đi hơn, chúng tôi tới một bãi đất bằng rộng chừng 700 m². Dấu vết kiến trúc còn sót lại là của thế kỷ thứ 20. Được biết đây là chùa Ngọa Vân Chính. Chùa nằm ở sườn núi cao, qua thời gian 5 tháng, chỉ còn sót lại một số chân tảng có trụ cột lớn hơn 76 cm bằng đá xanh và đá hồng. Phần lớn đã di chuyển về sửa chữa chùa cạnh am Ngọa Vân. Với mặt bằng 700 m² và tảng kê chân cột có kích thước lớn, có thể thấy được quy mô của chùa Ngọa Vân trước kia so với chùa Hồ Tiên và chùa Quỳnh Lâm. Dấu vết còn lại là gạch ngói thời Lê. Cách 200 m là chùa Ngọa Vân hiện nay. Chùa được xây dựng lại ở thế kỷ thứ 20, quy mô nhỏ bé. Ngay ở hiên chùa là hàng loạt chân tảng cột được kê sát nhau làm sân. Ở góc chùa còn sót lại 3 bệ đá hoa sen phong cách chạm khắc thời Lê,
nhưng rõ ràng là bệ Phật Tam Tổ Trúc Lâm. Toàn bộ nền chùa được đứng trên một bờ kè đá lớn. Thế năm kháng chiến chống Pháp ấy, thì ở đây nó còn nguyên vẹn như thế. Nhưng đến sau năm 1952 nó bị tàn phá như thế rồi, thì toàn bộ khu vực này đi sơ tán hết. Nhà chùa cũng không còn ở được nữa, bỏ hoang vu. Thì lúc bây giờ chỉ còn lại là 4 bức tường với lại những ngà không thôi. Nhưng còn được 2 bệ, tức là 2 cái tượng, tượng Trần Nhân Tông và tượng Trần Hưng Đạo vẫn còn. Nhưng sau năm 54, rồi đến khi tôi đi thoát ly rồi, thì đến năm 76 tôi về thì không còn gì. Mà cả cái khu vực này đào bới hết. Thế đào bới chính khu vực này đã bị đào bới là năm 1986, 86, 87. Lúc bấy giờ là cái nạn đào bới thì mới là bị tàn phá nhiều. Chứ còn trước kia thì cũng không có. Thầy Thượng Tọa tôi ấy đã nhiều lần lên đây đưa người lên đây nhưng mà đều không ai dám trụ mà không ai dám làm. Nên sau đó chỉ có tôi và thầy tôi là dám làm lại. Thì đây, cái chỗ kia nó là như cái hố bom. Lên nhà tổ cũng như cái hố bom. Nói chung đào phá không còn qua một cái gì. Thế thì thầy tôi mới nói một câu này. Cảnh đẹp quá. Nhất định là thầy trò trụ lại đây. Trước cửa chùa có 2 tháp lớn 3 tầng. Tháp phía đông, trên đỉnh tháp có khắc 3 chữ Hán lớn là Đoan Nghiêm Tháp. Giữa tháp có bài vị tinh xảo đề 17 chữ Hán. Đây là tháp mộ của thiền sư Đức Hưng. Tháp thứ 2 nằm ở phía tây, chính mặt nam của tháp. Tầng thứ 2 chạm nổi 3 chữ Hán Phật Hoàng Tháp, tức tháp Phật Hoàng. Trong lòng tháp có bài vị bằng đá xanh, có 25 chữ Hán ghi rõ Nam Mô Đệ Nhất Tổ Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Trần Triều Đệ Tam Nhân Tông Hoàng Đế Điều Ngự Vương Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Bài vị thờ Điều Ngự Vương Phật Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Tổ thứ nhất Phái Trúc Lâm Vua thứ 3 Triều Trần Hoàng Đế Nhân Tông. Đoan Nghiêm Tháp là tháp thờ của thiền sư Đức Hưng và Phật Hoàng Tháp thì là tháp thờ của vua Trần Nhân Tông. Ở trong 2 cái tháp này thì còn lại 2 cái bài vị và chúng ta cũng thấy rất là rõ, ghi rất rõ về cái tháp của thiền sư Đức Hưng và tháp của vua Trần Nhân Tông. Thêm nữa thì ở trước mặt của tháp Phật Hoàng Tháp thì còn dựng một cái tấm bia được dựng vào năm Minh Mệnh thứ 21, tức là năm 1840, ghi rõ đây chính là mộ của vua Trần Nhân Tông, tức là vị vua thứ 3 của nhà Trần. Ở trước mặt trước của tháp Phật Hoàng thì hiện nay còn lại voi đá và tượng đá thì tượng ngựa đá thì đã bị đập vỡ. Và theo như những ghi chép từ thời Nguyễn ấy, thì đến thời Nguyễn đã chỉ còn lại có một cái con voi thôi. Nhưng thông thường thì là chúng ta thấy là voi phục như này thường có 2 con. Như vậy thì có thể ngay từ thời đến thời Nguyễn thì cái di tích này ở trên trước mặt của Phật Hoàng Tháp cũng chỉ lại còn lại có một con voi và một con ngựa. Nằm ở phía đông chùa là am sơn thần, trên cửa có chữ Thiên Sơn Tự. Đây là am vòm, thờ sơn thần. Hai bên có 2 câu đối chữ Hán. Tứ thời cảnh sắc tân, vạn cổ anh linh tự. Nghĩa là 4 mùa cảnh sắc tươi, muôn thuở chùa linh ứng. Tịnh am nằm ở phía tây, phía trên một tảng đá lớn cao hơn chùa. Giữa kẽ nứt của tảng đá cây cối mọc xanh tươi. Trên cửa am đề 3 chữ Hán, Ngọa Vân Am. Đây là am Ngọa Vân mà tương truyền Trần Nhân Tông đã tu hành tại đây. Cửa am sơn thần có bia đá cao hơn 1 mét dựng thời Lê. Văn bia viết về trùng tu am Ngọa Vân.
là nơi vắng vẻ thanh cao, cỏ cây muôn loài xanh tốt, khí thiêng trung đúc. Chùa Ngọa Vân, xã An Sinh, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương, thực là nơi cổ tích danh lam, núi cao sừng sững, ngàn dặm răng răng thăm thẳm điệp trùng. Đây là nơi tinh tú tuyệt đẹp của thế giới. Văn bia còn ghi việc thờ phụng năm vị hoàng đế thời Trần và chùa Ngọa Vân, chùa Tư Phúc. Hàng năm, các hộ chăm lo việc thờ cúng được miễn trừ siêu sai tạp dịch. Các nha không được nhũng nhiễu bắt bớ. Ai vi phạm lệnh này sẽ bị trừng phạt theo phép nước. Bia dựng ngày 24 tháng 10 năm Chính Hòa thứ 10, 1689, Triều Lê. Trải qua tròn 700 năm từ khi vua Trần Nhân Tông viên tịch, được thời Trần xây dựng am tháp chùa chiền và tiếp đó dưới thời Lê được trùng tu. Do thời gian năm tháng, dấu vết chùa không còn. Nhưng một điều thấy rất rõ trong giai đoạn phong kiến, các tháp đá vẫn còn đến ngày nay. Một điều thật đáng tiếc, những tháp đá bị đổ hoàn toàn do con người trong giai đoạn gần đây gây nên. Đứng trên đỉnh núi sau chùa Ngọa Vân, nhìn ra trước mắt là dãy Thông Đàn. Xa xa, núi non uy nghi chập trùng, dòng châu hồ phục. Quả là vị trí đắc địa mà Trần Nhân Tông với con mắt hơn người đã nhìn xa trông rộng. Ở nơi đây vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa canh chừng kẻ thù, lại chọn được nơi linh khí đắc địa của đất trời để tu hành. Với tầm vóc của các di tích đền đài tại hai xã An Sinh và Bình Khê Đông Triều như đền Sinh thờ 8 vị hoàng đế nhà Trần, chùa Quỳnh Lâm trung tâm Phật giáo thời Lý Trần, nơi đã từng có một trong tứ đại khí của người Việt cổ, cùng với lăng mộ của các vua Trần hiện đang được khảo sát để trùng tu. Đã đến lúc Phật tử và nhân dân cả nước cùng với sự hỗ trợ của chính phủ cần xây dựng lại quần thể Hồ Thiên, Thông Đàn, Ngọa Vân, Đá Trồng và sẽ được nối liền với di tích Yên Tử. Khu vực Đông Triều sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái tâm linh tầm cỡ của Việt Nam. Xét về nhiều góc độ, việc làm này sẽ mở ra tiềm năng phát triển kinh tế du lịch cho vùng thuần nông Đông Triều. Mặt khác, việc trùng tu sẽ trả lại diện mạo trung tâm Phật giáo xưa kia đúng với tầm vóc như đã từng có. Đồng thời xây dựng trùng tu lăng mộ, chùa tháp của các vị vua có công trong lịch sử đất nước là việc cần làm. Nhưng lớn hơn cả là chúng ta sẽ có một trung tâm văn hóa du lịch tâm linh trên nền tảng của di tích lịch sử của lăng miếu, đền đài, nhất là vẻ đẹp của phong cảnh núi rừng nơi đây để mọi người được chiêm ngưỡng. Câu chuyện về vị vua Trần Nhân Tông không màng danh lợi cá nhân, khi ở cương vị cao nhất trên muôn người của đất nước, vẫn từ bỏ ngai vàng, quyền lực, đi tu với mục đích giữ nước, giữ nhà. Sự kiện có 102 trong lịch sử, tư tưởng của Trần Nhân Tông không chỉ có giá trị ở một giai đoạn lịch sử, mà có ý nghĩa muôn đời cho mai sau. Đó cũng là nhận xét của những nhà sử học. Vào thời Lý Trần là một đất nước đề cao Phật giáo, hết sức đề cao Phật giáo. Nếu có thể nói đúng hơn là xem Phật giáo như là một quốc giáo, bởi vì các bậc nhà vua, các bậc hoàng đế đều là những nhà tu hành. Cho nên tôi nói là Ngọa Vân và Hồ Thiên ở Đông Triều có liên quan rất chặt chẽ đến nhà Trần.
Và sau đó thì được nhà Lê, triều Lê và triều Nguyễn tiếp tục bảo vệ, tôn tạo và phát huy cái di tích này. Tôi có nhiều dịp đi đến Uông Bí để đến Vi Yên Tử. Còn tôi đến Ngoạ Vân và đến chùa Quỳnh Lâm cũng như đến Hồ Thiên đã đến cách đây độ hơn 20 năm rồi, lúc ấy đang còn trẻ. Bây giờ già rồi, quả thật là không trèo lên được nữa. Thế nhưng mà cái lòng ước vọng để được đến đây, được chiêm ngưỡng, được chiêm bái những di tích ở đây, Am Ngoạ Vân và Hồ Thiên, hay nói chính xác hơn là chùa Am Ngoạ Vân và chùa Hồ Thiên, là một di tích vô cùng quan trọng của lịch sử văn hóa Việt Nam. Cái ý nghĩa của cái khu vực mà hình thành đầu tiên cái Phật giáo thiền của Việt Nam là một khu vực rất đáng quý, cần phải là nghiên cứu từ đầu cái gốc của thời Trần và thời Lý. Ví dụ chùa Quỳnh Lâm là tôi thấy cái gốc là thời Lý. Để sang ở trên Hòa Văn Hồ Thiên thì nó là thời Trần, cho nên nó kết nối lại thành một cái tam giác. Và nếu ta nghiên cứu được cái đó phục dựng lại thì là một cái công việc rất là khó khăn, không những chỉ về khoa học mà còn tiền của và công sức. Vì vậy cho nên là tôi cũng có đề nghị, tức là nên có một cái tầm cỡ cấp chính phủ cao hơn để đầu tư và nghiên cứu vấn đề thật đầy đủ để tôn tạo. Một vùng trầm tích văn hóa dày đặc trải dài từ Côn Sơn, Kiếp Bạc, Hải Dương tới An Sinh, Quỳnh Lâm, Hồ Thiên, Ngoạ Vân, nằm trên đạo Hải Dương xưa, nay là Quảng Ninh. Cùng với di tích Yên Tử còn nguyên vẹn, không xa là Quảng Yên với những ngôi chùa cổ của Việt Nam và di tích chiến trận Bạch Đằng. Những người làm phim này xin được góp thêm một cái nhìn bằng hình ảnh về Am Ngoạ Vân, chùa Hồ Thiên, bãi đá Trồng, quần thể văn hóa tâm linh thời Trần, mà tới nay chúng ta mới có cái nhìn đầy đủ về giá trị văn hóa lịch sử của một vùng đất dày đặc trầm tích văn hóa và nơi về cõi Phật của nhà vua Anh Minh Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm, một con người huyền thoại trong lịch sử đất nước và trong Phật giáo Việt Nam.